Hey guys, tonight I'm here in Philadelphia. I'm here at the Grand Palace restaurant. Tonight I'm here for a Vietnamese concert. There's a famous singer called Saka. She's here tonight. I'm there with my brother, my sister-in-law, family right there. Còn nhiều chơi nhiều nha. Check out our dinner here at Grand Palace. Wow, look at that. And we got the lobster. Xa lũ cười đẹp nhất khi chiều tà tình ơi đất anh.
hoang dài xó xanh xa đường bởi những bã hoa hồng đã tới người con gái chẳng cần tiến xa nụ cười đẹp nhất khi chiều tà tình ở bên anh tựa vào vai khi hoàng hôn nhưng hôm nay mình em yêu đuối một về đằng sau những nụ cười than chán do anh chẳng chiều thương em đến nơi không chán do anh chẳng chiều thương em xin quá đêm này nhan sắc này thuộc về em rồi, ok lên nhá.
đồ bà gì kìa. Mùi ngón tay tình yêu hả? Vậy nó khác mùi mỗi ống được không? Thế là tiếp theo sẽ là ca khúc của bà Tân được yêu cầu nhiều nhất tối đêm nay. Mười ngón tay tình yêu. Và các tình yêu ơi, hãy ngoài những chàng bóng tay của em với các bạn nào. Em xin biết hát được hả?
khiến cho lối sinh ra chúng mình. Từ thơ ấu đến lúc ta còn lớn dần, và hôm xuống ta sẽ bên nhau ngồi khi có ai đó buồn và đau buồn luôn vẽ trên môi tiếng cười. Đời trong gai chỉ bắt con với xin người cũng chung mỗi ngày.
Sẽ rất là thiệt thòi nếu như ngày hôm nay mà Phong Khương mang hết tất cả những món quà mình để tặng cho tất cả quý vị. Đi hát hơn 10 năm rồi và mỗi năm có khoảng chừng 2-3 bài hit và đã có khoảng tầm hơn 30 bài. Fade away.